Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên Gác Truyện. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Gác Truyện xin chuyển tới quý vị và các bạn bộ truyện dài kỳ có tựa đề Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền. Đây là một bộ truyện lôi cuốn và hấp dẫn, mang đầy hơi thở đương đại về tình yêu, tình cảm gia đình, đời sống hôn nhân cũng như lòng dạ con người trong cuộc sống ngày nay. Và cũng xin thưa với quý vị, tôi là Cù Lú, là một MC mới trên Gác Truyện. Rất hân hạnh khi lần đầu tiên được đồng hành kể chuyện cho quý vị nghe trên kênh. Hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến từ quý vị để gác chuyện ngày càng đến gần với công chúng hơn và mang lại cho quý vị và các bạn những phút giây nghe chuyện vui vẻ. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện dài kỳ Đồng Tiền Đen của tác giả Nguyễn Hiền ngay sau đây. Vừa dắt xe ra khỏi cổng để đến trường, bà Hà Chi thấy con gái Thanh Lan đi tập thể dục cũng vừa về tới. Bà nói với con, Sáng nay mẹ có hai tiết kiểm tra toán nên không có nghỉ được. Mẹ đến trường xong rồi mẹ về nhá. Thành Lan ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của mẹ có vẻ mệt mỏi. Ủa? Có chuyện gì với mẹ? Bộ đêm qua mẹ không ngủ được hay sao thế? Bà Hà Chi chưa kịp trả lời thì cô nhìn vào nhà thấy xe của ba vẫn đậu trong sân liền hỏi mẹ. Ơ? À, sao gần 7 giờ rồi mà ba còn chưa đi làm nữa nhỉ? Thôi con vào ăn sáng rồi đi làm. Ba con mệt thì cứ để cho ba ngủ. Cả đêm hôm qua, ông cứ vật vã là mẹ cũng không có ngủ được. Nếu hôm nay không có hai tết kiểm tra, thì mẹ cũng xin nghỉ rồi. Dạ. Nói rồi Thanh Lan đi vào nhà. Khi đi qua phòng ba mẹ để về phòng mình, thì cô thấy cánh cửa phòng khép hờ. Nhìn vào thấy ba đang nằm ngủ, nên cô khép cửa lại và nhẹ nhàng về phòng mình. Đá chạy xe ra ngoài để đi làm, nhưng không hiểu sao Thanh Lan vẫn không yên tâm khi để ba ở nhà một mình. Cô quay lại vào nhà định gọi ba, thì đúng lúc ông Vũ Hoàng ba cô từ trong phòng đi ra. Nhìn đồng hồ ông la lên: "Ôi ơi, chết rồi, ba ngủ quên mất rồi. Con thấy sắc mặt ba không được có khỏe. Hay hôm nay ba ở nhà nghỉ đi. Mẹ cho học sinh làm bài kiểm tra xong mẹ về liền á. Ô oh, không không được con à. Này ba có cuộc họp quan trọng phải ký hợp đồng với đối tác." Hợp đồng này á, ba theo đuổi cả năm trời mới được họ đồng ý đó. Thế vậy hôm nay ba đừng có lái xe, để con chở ba đến công ty. Ba không sao mà, ba lái xe được mà, yên tâm đi. Thành Lan cường quyết. Nhưng mà mẹ dặn hôm nay ba phải ở nhà. Nhưng ba nào có hợp đồng quan trọng á, nên con phải chở ba đi chứ. Mẹ sắp về rồi đó. Ông Hoàng cười, bỗng hỏi. <cười> Thế... Này không sợ người trong công ty biết là con gái của giám đốc nữa hả? Chả nhẽ cứ chở giám đốc đi là con gái hay sao? Hai cha con cùng cười, sở dĩ ông Hoàng chiêu con gái bởi vì cô không muốn mọi người nói vì con gái giám đốc nên được nâng đỡ mà cô muốn đi lên bằng chính năng lực của mình. Đến công ty, ông Hoàng xuống xe đi thẳng đến phòng giám đốc, còn Thanh Lan gửi xe xong cũng về phòng làm việc của mình. Chợt nhớ sáng giờ ba chưa ăn gì, cô nhờ chỉ thư tạp vụ mua giúp một cái bánh bao và ly cà phê rồi cô mang đến phòng cho ba khi đến gần cô thấy khả như thư ký đang nói gì đó với trần lập là trợ lý giám đốc hai người mải nói chuyện mà không biết thanh lan đang đi đến gần cô chỉ nghe được tiếng khả như nói với trần lập em sáu mươi còn anh bốn mươi nếu không thì không làm nữa nguy hiểm lắm cộng sức ngang nhau anh trợ lý có khi còn hơn em hay chứ thôi nha năm mươi năm mươi ạ không thì chịu thì thôi Vừa lúc đó, thì Khả Như nhìn thấy Thanh Lan, cô ta thất sắc, không hiểu cô đã nghe được gì chưa, nên quát lớn. Cô kia, đi đâu mà vào đấy? Tôi làm trong công ty này thì tôi đi đâu mà chẳng được. Tôi là nhân viên, như cô chứ có từ ngoài đường vào đâu ơ. Nhân viên phòng nào thì về phòng đó. Khu vực này không liên quan đến cô cả. Thanh Lan đứng lại, nhìn thẳng vào mặt cô ta. Tại sao lại không liên quan? Bất kỳ nhân viên nào cô có thể đến gặp giám đốc để báo cáo nếu phát hiện ra điều gì đó chứ hả phát hiện gì là phát hiện gì cô phát hiện được gì mà báo cáo có gì nói với tôi với anh lập rồi chúng tôi sẽ trình giám đốc giải quyết Trượt nhìn thấy tay thanh lan đang xách một bịch đồ ăn và ly cà phê cô ta vội giật lấy đưa đây giám đốc đang họp khi nào họp xong tôi đưa cô không có được vào nhưng với ai chứ với một cô gái mê học võ và thể thao như thanh lan thì cô ta không phải là đối thủ thanh lan giơ tay giật lại hộp bánh và ly và ly cà phê trên tay cô ta rồi nói tao nhượng bộ á vì đây là công ty hơn nữa giám đốc đang họp với đôi tác còn nếu chỉ cần bước chân ra khỏi cổng công ty này á thì e rằng mày không còn cái răng mà nhái cơm đâu cô ta cũng không vừa ơ à, mày có tin là hai tiếng sau mày bị đuổi việc không hả Tao thách mày đấy. À, mà cũng có thể. Nhưng không biết là ai bị đuổi thôi ha. Khả Như nhìn sang bên đình cầu cứu Trần Lập thì anh ta đã chuồn vào phòng từ hồi nào. Cô ta bặm môi tỏ vẻ tức tối, bất lực nhìn Thanh Lan xách hộp đồ ăn mở cửa phòng đi vào. Vừa nhìn thấy con gái, ông Vũ Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao cô lại vào đây? Dạ, giám đốc để quên đồ ăn trên xe nên cháu mang đến ạ. Ờ, cảm ơn cô. Thành làn định để hộp đồ ăn trên bàn rồi đi ra, nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của thư ký và trợ lý lập, thì cô nghi ngờ nhất định hai người này đang làm chuyện gì mờ ám nào đó, mà tại sao lại không phải là ai khác mà chính là trợ lý và thư ký của ba. Có bao nhiêu chuyện đó liên quan đến hợp đồng, đồng mà ba đang dự thầu không? Nếu đúng là như thế thì quá nguy hiểm, cô không thể bỏ đi ngay lúc này được thấy quyển hồ sơ năng lực của công ty trên bàn, cô cầm lấy và định mở ra xem, thì trợ lý Trần Lập hốt hoảng giật lấy. Này cô Lan, không có phần xử ở đây thì yêu cầu cô ra ngoài. Ông Hoàng thấy con gái không ra ngoài mà lại đang nói đi nói lại với trợ lý Trần Lập về quyển hồ sơ năng lực dự thầu, thì lấy làm thắc mắc. Ông quay sang nói với cô. Cô Lan chờ tôi một lát. Học xong tôi sẽ trao đổi với cô một số vấn đề về kỹ thuật trong cái bản thiết kế. Dạ, giám đốc ạ. Quay sang đối tác, ông tỏ vẻ xin lỗi vì cuộc họp bị gián đoạn. Lúc này trợ lý lập bỗng cất quyển hồ sơ năng lực vào ngăn bàn khiến cô càng sinh nghi. Lấy điện thoại cô nhắn tin cho bà. Con nghi ngờ á, quyển hồ sơ năng lực có vấn đề. Ba nhất định không ký vội mà hẹn vào một ngày khác. Ba giả bộ làm mệt đi đọc xong dòng tin nhắn của con gái, ông Hoàng bỗng thấy chóng mặt liền ôm đầu. Ủa, Ủa sao đau đầu quá nhỉ? Tưởng ba đóng kịch đúng kịch bản mà mình đưa ra nên cô ngồi yên. Ai ngờ thấy ông Hoàng gục đầu xuống bàn thì cô la lên. Giám đốc thay vì dừng cuộc họp thì trợ lý lập lại gần giám đốc lay vai ông rồi nói: Hợp đồng em đã in sẵn đóng dấu giáp lai like luôn rồi. Giám gi, giám đốc chỉ cần ký là xong. Đối tác họ không chấp nhận, rơi ngay ký là mình mất cơ hội đấy ạ." Ông Hoàng xua tay. À, xin lỗi các vị. Tôi tôi hơi mệt nên để hôm khác nhé." "Họ không chấp nhận đâu ạ. À, thống nhất từ đầu rồi. Ngay khởi công cũng đã ấn định. Giám giả, giám đốc chỉ cần ký nữa là xong thôi mà." Lúc này, người bên chủ đầu tư công trình cũng lên tiếng. "À mà thật tình à, giám đốc mệt đột ngột cũng rất là ngại." nhưng mà công việc thì không thể dừng lại được giờ thi công không kịp có tiến độ đâu mọi điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã thống nhất rồi hay uh, chúng tôi nhờ giám đốc nghỉ ngơi vài ngày rồi uh, hai bên cùng ký là xong nhỉ nghe đại diện chủ đầu tư nói vậy thì trợ lý lập đầy tập hồ sơ đã đóng dấu sáp lai sẵn đẩy về phía ông hoàng thấy thế thành Lan cầm lên xem rồi nói hồ sơ soàn sẵn rồi nên chỉ còn ký tên là xong đúng rồi ạ Xếp ký đi hả? À? Thế nhưng còn quyền hồ sơ năng lực của công ty đâu? Anh ta trợn mắt nhìn Thanh Lan rồi rít lên. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Ở đây không có việc của cô. Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ hỏi hồ sơ năng lực của công ty thôi mà. Hơn nữa hợp đồng này cũng chưa có thể ký được đâu. Cô nói nhảm gì thế hả? Đi ra ngoài ngay. Anh ta dùng tay kéo cô ra ngoài, nhưng Thanh Lan đã nhanh tay hơn, mở trang ba hợp đồng ký giữa hai bên rồi đọc lượt. Mục trách nhiệm về tài chính giữa hai bên. Chủ đầu tư phải bảo lãnh thanh toán không hủy ngang tại ngân hàng mà bên thi công chỉ định với số tiền ít nhất gấp 3 lần thanh toán. Sau khi nhận được tiền bảo lãnh á, thì bên công ty chúng tôi sẽ đối ứng 10% so với số tiền bảo lãnh. Ở đây, chủ đầu tư không có bảo lãnh. Vậy khi đến kỳ thanh toán thì chúng tôi lấy tiền ở đâu? Tôi chỉ nói một mục nhỏ, còn các điều khoản khác thì chưa nói đâu. Trợ lý lập giật ngay tập hợp đồng rồi kéo cô ra ngoài, miệng cười giả lả. À, xin, xin lỗi các vị, cô này bên phòng thiết kế nên không có biết gì đâu. Tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông Hoàng nghe thấy thế, bèn lên tiếng. Đưa hợp đồng cho tôi. Tưởng giám đốc đồng ý ký, trợ lý lập cười giả lả. Dạ, xếp, 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 xếp ký đi ạ. Ông Hoàng mở hợp đồng và đọc, mặt ông đỏ lên vì tức giận liền quay sang phía đối tác gằn từng tiếng. Hợp đồng này, hủy, tức thì đại diện bên chủ đầu tư cũng lớn tiếng. Chưa xong thì bàn lại, bây giờ ông nói hủy là hủy sao? Chúng tôi ở... có ở không đâu mà đến đây ngồi chơi rồi ra về. À, tôi tôi xin lỗi vì chưa kiểm tra kỹ hợp đồng mà mặc quá tin trợ lý. Tôi, tôi sẽ kiểm tra rồi thông báo cho các anh nha. Bao giờ thông báo? chế tiến độ thi công ạ à? là các ông phải chịu trách nhiệm đấy nói rồi mọi người tức giận đứng dậy ra xe lúc này thanh lan đi lại gần ba thì thấy ông vẫn gục đầu trên bàn cô ghé tai ba nói nhỏ con đưa ba đi bệnh viện nhé ông hoàng không nói gì mà gật đầu rất nhanh cô xốc ba lên lưng rồi cũng không nói một lời cõng giám đốc trên lưng chạy băng băng vào thang máy hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cõng một người đàn ông to lớn chạy không có gì là mệt mỏi làm ai cũng ngạc nhiên đưa anh giúp em nào vừa vào cầu thang máy thì gặp thành trung bên phòng kế toán thành lan lúc này cũng thấm mệt nên khi nghe anh đề nghị thì đồng ý hai người vội đưa ông hoàng ra xe chạy thẳng đến bệnh viện thật may hai người đưa ông hoàng đến bệnh viện kịp thời bác sĩ nói ông có dấu hiệu tai biến rất nguy hiểm những ngày sau đó thành trung thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm sóc ông hoàng nhất là từ khi anh biết thanh lan chính là con gái duy nhất của giám đốc những lúc tỉnh ông hoàng bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc và ủy quyền thay ông điều hành công ty trong những ngày ông đang điều trị bệnh việc một nhân viên phòng thiết kế lên làm phó giám đốc điều hành công ty làm ai cũng ngạc nhiên họ cho rằng vì thanh lan cứu giám đốc nên được ông ưu ái cũng có người thì thầm bàn tán thế này thế nọ nhưng tuyệt nhiên cô không hề bận tâm việc đầu tiên nhận nhiệm vụ là cô yêu cầu kiểm tra sổ sách từng phòng may mà có thành trung tốt nghiệp đại học kế toán nên anh đã hỗ trợ cho cô rất nhiều việc thanh lan điều hành công ty khiến trần lập và khả như vô cùng lo lắng hai người lo sợ thế nào cũng bị đuổi việc nên thay đổi thái độ lúc nào cũng tỏ ra thân mật và làm việc chăm chỉ tất cả những việc làm giả tạo đó đều không qua được mắt của cô nhưng hai ngày nay cô lấy làm lạ bởi đã yêu cầu rất nhiều về việc kiểm tra sổ sách phòng giám đốc thì chưa thấy hai người có đồng tính gì nhưng cũng từ đây cuộc đời của cô gái thanh lan bước sang trang mới chương hai chiều nay thanh lan rời công ty muộn khi tất cả các phòng ban đều đã về hết vừa ra khỏi cổng được một đoạn thì cô có cảm giác có người đi theo mình nhìn qua gương chiếu hậu thì những xe đi phía sau rất đông nếu quay lại nhìn thì cũng không thể phát hiện ra người nào mà lại bị chúng phát hiện ra mình đang sợ đáng lý tan làm thì thanh lan về bệnh viện để chăm ba để mẹ về nghỉ ngơi nhưng trong tình huống này thì cô phải kéo chúng đi nơi khác rồi tìm cách đối phó bỗng điện thoại đổ chuông cô chạy xe sát vào lề đường rồi dừng lại thứ nhất cô nghe điện thoại và thứ hai quan sát xem ai khả nghi trong dòng người rất đông đang chạy cùng chiều chợt cô mỉm cười khi nhận ra người gọi cho mình là cô nàng bích liên một võ sư nữ vừa là bạn mà hai người cũng hợp tính nhau alo khi thành lan vừa lên tiếng thì bích lan đã tỏ vẻ sốt ruột nè bộ bàn đang tám với chàng nào hay sao mà để tôi chờ hoài vậy thành lan cười tôi đang chạy trên đường nè chưa có chàng nào đâu nói dối chết liền hả mà làm gì ngoài đường giờ này bộ chưa về nhà hả chuyện dài lắm lúc nào rảnh tôi nói sau. mà bàn gọi tôi có chuyện gì không tôi cãi nhau với lão chiến đang chán đời đây. Trần thanh lan này ra ý định nhờ Bích Liên cắt dùm đuôi đang bám theo mình, liền nói. Giờ bà đang ở đâu để tôi ghé? Nhờ bà, cắt dùm tôi một cái đuôi nè. Mấy đứa? Tôi nghĩ là hai thằng. Loại giang hồ thôi. Thế bà ghé quán cà phê X8 nhá. Tôi đứng ngoài cổng chờ. Tụi nó tới số rồi. Thanh Lan nghe xong điện thoại thì tiếp tục chạy. Trong khi điện thoại, nhưng mắt cô quan sát thấy hai tên giang hồ cũng dừng cách cô một đoàn để nghe điện thoại. Khi cô bắt đầu chạy, thì hắn cũng hòa vào dòng người phía sau. Vậy là đã rõ, chứng tỏ hai tên đó đang bám theo cô. Chạy khoảng hơn 2 km, thì Thanh Lan quẹo vào con hẻm để đến cà phê X8. Sở dĩ Bích Liên chọn quán cà phê này vì quán nằm trong hẻm vắng ít người qua lại, chắc chắn hai tên kia khi thấy cô quẹo vào đường vắng thì mừng lắm và sẽ ra tay thật tình nếu không vì công việc và sức khỏe của ba thì cô cũng chán ngán gì hai tên này. Nhưng cô đang tập trung vào công việc, cô muốn biết hai tên này theo cô với mục đích gì, ai là người thuê chúng. Thanh Lan cũng đang nghi hai người là khả như và Trần Lập, chỉ có hai người này chưa bàn giao sổ sách cho cô mà thôi. Khi vừa đến quán thì cô thấy Bích Liên từ bên đường đi sang tạt ngang trước mũi xe của hai thanh niên phía sau. Vì quá bất ngờ, nên hai tên loạn choạng tay lái rồi té ra đường. Rõ ràng nhìn qua gương chiếu hậu thì có thấy Bích Liên dùng chân đạp vào khung xe máy của hai tên nên hắn mới bị té. Chỉ chờ có thế, Thanh Lan chạy xe thẳng về bệnh viện. Vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Thành Trung đang lau người cho ba. Anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng hết sức nên ba có vẻ vui lắm. Hai người vừa làm vừa nói chuyện rồi cười rất vui. Chàng trai khéo quá. Giá mà Thấy mẹ bỏ lừng câu nói thì Thanh Lan đã hiểu mẹ muốn nói gì. Cô kéo tay mẹ nói nhỏ. Mẹ này, nói nhỏ thôi không người ta nghe rồi hiểu nhầm thì. Bà Hà Chi hà nhỏ giọng xuống nhưng vẫn tiếp tục. Ai chứ, anh chàng chung này á. Mà vớ phải con á, thì có mà đeo tạp dê cả ngày ấy. Mẹ nói gì vậy con không hiểu. Mẹ nói không đúng hay sao? Nó mà lấy con thì đổi vị trí, mang tạp dề làm đầu bếp chứ còn gì nữa. Hai mẹ con cùng cười, Thanh Lan trách yêu mẹ. Mẹ làm như con gái mẹ không biết nấu ăn nữa. Thì mẹ con nói gì đâu. Hai mẹ con sao không vào mà con có đứng đó. Tiếng của ông Hoàng làm hai mẹ con quay lại. Lúc này Thành Trung đã lau người xong và đang mặc áo cho ông. Bà Hà chỉ trêu đùa. Thấy ông đang bán khỏa thân nên phái nữ chúng tôi phải giữ ý một chút chứ. Cả nhà cùng cười vui vẻ, bỗng điện thoại của thanh lan đổ chuông vừa nhìn màn hình thì cô cười rồi đi ra ngoài nhìn thấy con gái thay đổi trước đây cho dù ngồi ở đâu hay bên cạnh cha mẹ mà có cuộc gọi đến thì cô cũng nói chuyện oang oang nay không biết ai gọi mà phải đi ra ngoài nghe như thế chợt ánh mắt của bà nhìn với thành trung chàng trai với khuôn mặt buồn đang nhìn theo bóng dáng thanh lan ngoài cửa trong khi con gái bà thì vừa nói chuyện với ai đó vừa cười bà chợt nghĩ có bao giờ cậu ấy thích con gái mình không ta? Chợt bà giật mình khi nghe Thanh Lan nói chuyện với ai đó. Hai cái thằng đó chạy theo tôi cũng, cúc cả năm cây số không chừng ấy. Nếu mà không vì ba tôi đang bệnh ha, à, làm sao mà tụi nó thoát khỏi tay tôi chứ? Bà Chi tự hỏi, con bà đang nói gì? Phải chăng con đang gặp rắc rối mà giấu bà? Tiếng Thanh Lan vẫn tiếp tục nói chuyện. Rồi, bà yên tâm. Từ hôm nay tôi sẽ cẩn thận Tôi muốn biết ai là người đứng sau thuê bọn chúng làm. Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra hai người này rồi. Suốt bao năm mà bà tôi vẫn cứ tin bọn chúng mới chết chứ. Khi nghe nhắc đến ông Hoàng, bà Chi sở chồng nghe thấy, lại suy nghĩ nên đứng dậy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan vội dừng máy và nói với bạn. Thôi, má tôi đi ra rồi. Lúc khác nói nhé. Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhé. Thấy con gái cúp máy, bà Chi cũng không nói gì mà chỉ đi đi lại lại như đang tập thể dục bên ngoài cửa phòng. Lúc này Thành Trung cũng đang pha sữa cho ông Hoàng, xong cậu lại lôi laptop ra ngồi làm việc, bỗng ông Hoàng cất tiếng gọi con gái. Lan ơi! Dạ! Ba gọi con! Dạo này tình hình công việc thế nào con? Vẫn bình thường, mọi người cứ hỏi thăm sức khỏe của ba thôi. Ông Hoàng im lặng, thật tình chỉ vì sức khỏe mà phải nằm một chỗ như thế này khiến ông khó chịu lắm mặc dù con gái thanh lan đang thay ông điều hành công ty nhưng đó chỉ là trên mặt giấy tờ còn các công trình sang sở mà không có người bám sát cũng không được chợt ông quay sang nhìn thành trung với ước gì ông cũng có một đứa con trai như thế ông lên tiếng ngoài học chuyên ngành kế toán cháu có học thêm chuyên môn gì nữa hay không anh lễ phép thưa Dạ, cháu uh, cháu có học quản trị kinh doanh ạ?" Ông Hoàng gật đầu. "Liệu ông có nên chuyển nghề lại cho chàng trai để nó thay ông quản lý doanh nghiệp hay không? Nhưng cậu ta là ai, liệu có thể tin tưởng được không?" "Còn nhớ ngày mới vào công ty, Trần Lập cũng làm rất tốt, chuyên môn vững, chính vì thế ông đã đưa lên làm trợ lý của mình, thậm chí nhiều công trình ông tin tưởng giao cho anh ta quản lý, nhưng rồi cũng chỉ vì tiền." mà anh ta bán đứng cả chủ nếu hôm vừa rồi không có mặt thanh lan phát hiện ra thì ông đã ký hợp đồng đó rồi thành trung hơi ngạc nhiên không hiểu tại sao ông hoàng lại hỏi mình câu đó nhưng nhìn nét mặt thì anh không thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì chính vì thế khi thấy ông hoàng im lặng thì anh cũng không quan tâm mà chăm chú vào công việc được sao việc thành trung thường xuyên có mặt ở bệnh viện để chăm sóc giám đốc không tránh khỏi những lời dị nghị si sao ban tán. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh chỉ nghĩ đơn giản giám đốc đang rất cần một người nam giới chăm sóc và anh tự nguyện làm điều đó. Nhiều lần ông Hoàng yêu cầu anh quay về công ty làm việc, chăm sóc sức khỏe đã có dịch vụ ở bệnh viện. Hơn nữa bà Chi vợ ông luôn có mặt thường xuyên. Nhưng Thành Trung đều trả lời bản thân có thể làm được. Không phải ông Hoàng không biết rằng chàng trai đang để ý con gái ông và đây cũng là cơ hội để anh ta thể hiện thấy thành trung rất đẹp trai lại hiền lành làm việc chăm chỉ trong khi thanh lan con gái ông là một cô gái quyết đoán lại mê võ thuật giống bên ngoại vợ ông từng là gái miệt bình định ông mỉm cười khi nghĩ đến cái thời mà ông bà tìm hiểu nhau nói thẳng ra là bà chủ động tấn công ông thì đúng hơn nhưng cuộc sống vợ chồng cũng rất hạnh phúc mang tiếng là trụ cột trong gia đình nhưng sức khỏe ông không tốt nên mọi việc quán xuyến trong nhà đều do một bàn tay của vợ ông đảm nhiệm Nhìn chàng trai thành trung, ông bỗng mỉm cười bởi cậu ta cũng chẳng khác gì ông ngày xưa, hiền lành chăm chỉ, ngược lại con gái ông lại tỏ ra mạnh mẽ. Thành Lan không theo ngành sư phạm của mẹ, mà đam mê vẽ nên chọn thi vào đại học kiến trúc, điều đó làm ông rất mừng. Tuy không có con trai, nhưng nếu sau này ông già đi thì con gái ông cũng có thể kế nghiệp ông để quản lý công ty. Khi con ra trường, ông phải thuyết phục mãi thì con mới chịu về công ty làm, với điều kiện chỉ là nhân viên phòng thiết kế vậy mà những ngày ông nằm viện ông chưa nghe con gái kêu than mệt hay tỏ thái độ bực dọc về cách làm việc của các phòng ban ông có cảm giác con đang làm một cuộc cách mạng yêu cầu kiểm tra sổ sách không hiểu nó đã nghe hay phát hiện ra chuyện gì nên mới làm như vậy ông thắc mắc rõ ràng khi soạn file hợp đồng cầu lập trợ lý đều đưa cho ông kiểm tra đồng ý rồi mới được in ra file giấy để ký Vậy tại sao trong bản hợp đồng phai giấy mà cậu ta đóng sẵn dấu giáp lai like lại không có các điều khoản sang buộc về tài chính? Thành Lan con gái ông quan tâm về chuyên môn từ bao giờ mà phát hiện ra được lỗ hồng lớn trong hợp đồng như vậy? Thật ra Thành Lan tuy không trực tiếp ra mặt cùng với ba trong mọi hoạt động của công ty nhưng cô vẫn bám sát công việc nhất là theo dõi thái độ khả nghi của thư ký khả như không ngờ cô ta còn cấu kết với trợ lý trần lập thì tuyệt đối không được chủ quan sáng nay cô vẫn đến công ty làm việc bình thường nhưng khi vừa dừng xe trước cổng thì cô phát hiện thấy hai tên thanh niên hôm qua đang ngồi quán cà phê cóc bên đường như vậy là bọn chúng cố tình bám theo cô nhưng để làm gì thì cô không biết hôm qua cô nhớ bích liên cắt đuôi chúng nhưng nếu bọn chúng cố tình thì cô không thể nhờ mãi được mà phải ra tay thôi nhưng tất cả mới chỉ là suy đoán chứ chưa hoàn toàn chính xác nghĩ như thế nên thanh lan xem như chưa có chuyện gì xảy ra vào đến phòng làm việc cô thấy khả như và trần lập đang nói chuyện gì đó nhưng khi cô đi vào thì vội quay về bàn làm việc thấy vậy thanh lan lại hỏi trần lập tôi muốn xem qua kế hoạch hoạt động của công ty anh ta không thèm nhìn cô mà trả lời chưa có kế hoạch vậy cho uh, tôi xem kế hoạch sáu tháng đầu năm đúng lúc đó thì điện thoại của trần lập đổ chuông không hiểu đầu dây bên kia ai gọi mà thấy anh ta tái mặt Đồng thời tắt máy ngay không nghe, nhưng hễ anh ta bấm nút tắt thì bên kia lại gọi, thấy vậy Thanh Lan lên tiếng. Sao vậy nhỉ? Anh không nghe điện thoại đi chứ? Chỉ chờ có thế thì Trần Lập bỏ đi ra ngoài. Thật ra chỉ cần xem qua các dữ liệu trong máy tính của ba cô là cô cũng biết, nhưng cô muốn anh ta phải chấp hành. Chính thái độ lúng túng đó mà cô bỗng hoài nghi liệu hai công trình đang thi công có vấn đề gì không nhất định cô phải kiểm tra thật kỹ. Chương ba. Trưa nay Thanh Lan về gặp ba để hỏi về một số vấn đề về chuyên môn. Vừa bước vào cổng bệnh viện thì cô giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ đi phía trước rất giống mẹ. Rõ ràng sáng nay mẹ nói không có giờ lên lớp, nhưng tại sao mẹ lại ra ngoài và mặc bộ đồ tây gọn gàng như thế này? Cô định đi nhanh vượt lên đinh gặp mẹ, thì thấy mẹ quẹo về dãy nhà vệ sinh rồi biến mất nghĩ mình nhìn nhầm bởi mẹ không bao giờ lại khó hiểu như vậy nên cô đi thẳng về phòng của ba thấy con gái về bất ngờ thì ông hoàng hơi thắc mắc nhưng ông càng ngạc nhiên hơn khi nghe con gái quan tâm về hai dự án đang thi công ba cho con đến công trình đang thi công nhé ông hoàng trả lời bà cũng đang muốn đi đây hay à, sáng mai hai cha con mình lên đường Hôm dài phải nằm một chỗ mà công việc dở sang làm ba khó chịu quá. Thành Lan chưa kịp trả lời, thì tiếng của bà Hà Chi làm ai nấy ngoảnh lại. Anh không có được đi đâu cả. Bác sĩ đã dặn rồi, rất nguy hiểm. Thành Lan quay lại nhìn mẹ trong bộ áo dài tím thướt tha thì ngạc nhiên, hóa ra vừa rồi cô đã nhìn nhầm một ai đó. May mà cô không gọi. Chợt cô nhìn xuống chân mẹ, vẫn đang đi đôi giày thể thao, thay vì mang giải cao gót mỗi khi đến trường thì lấy làm ngạc nhiên tự hỏi có bao giờ mẹ đi theo bảo vệ cô không bởi khi từ công ty ra về thì tuyệt nhiên cô không thấy bóng dáng hai tên giang hồ đâu nữa nghe vợ nói vậy thì ông hoàng trả lời yếu ớt anh đi một chút rồi về chắc không có sao đâu mà thấy vậy thanh lan lên tiếng bác sĩ dặn thì ba phải nghe đi con sẽ đến đó rồi về báo cáo với giám đốc. Chắc chắn là không bỏ sót dù có một chi tiết nào. Quay qua thành Trung, cô nói tiếp. Anh Trung đi với em nhé. Quá bất ngờ, thành Trung thoáng giật mình vội ấp úng. Ờ, à, anh anh đi, anh đi. Thành Lan ngạc nhiên. Anh sao vậy? Nếu anh bận thì thôi. À không, không cho anh đi với, hơi bất ngờ một chút đi mà. Ông Hoàng thấy thế lên tiếng. Ừ, thế có Thành Trung đi cùng thì ba yên tâm rồi. Ông trao đổi một số vấn đề chuyên môn cho hai người và nhắc con gái út chú ý những vấn đề mà ông đang không yên tâm. Thấy con gái im lặng, không nói gì, thì ông tỏ ra lo lắng. Con có hiểu ý ba vừa nói không đấy? Con biết rồi. Ông Hoàng ngạc nhiên. Con biết rồi. Có nghĩa là con đang nghiên cứu về vấn đề này à? Thành Lan cười gật đầu. Bởi vậy thì con mới có thể kế nghiệp cha được chứ. Ông Hoàng có vẻ xúc động. <laughs> ba, ba cảm ơn con. Lúc nào cũng làm ba bất ngờ cả. Thời bây giờ không giống như thời của ba là phụ thuộc vào sách vở. Khi con nhận lời với ba về công ty á, là con đã phải chuẩn bị kiến thức cho mình á. Nếu cần học, thì con có anh Google hỗ trợ rồi. Vậy là ba yên tâm rồi. Thôi thôi, các con đi nhanh kẻo trễ. Hai người đi rồi, mà mắt ông Hoàng vẫn hướng nhìn ra cửa. Thật tình khi nghe con gái nói làm ông quá bất ngờ. Thấy vậy bà Hà Chi nói. Vậy bây giờ anh yên tâm điều trị chưa? Anh bất ngờ quá, không ngờ con gái đã hiểu vừa chuẩn bị trước được đấy. quay sang vợ ông ngạc nhiên "à mà, anh nhớ hôm qua em nói nay không có tiết vậy mà sáng nay em vẫn đến trường hay thế nào" "vâng em chợt nhớ có một số việc cần giải quyết cho xong thôi" "thật ra sáng nay bà Hà Chi đến công ty nhưng không vào từ khi nghe được câu được câu mất của Thanh Lan" nói chuyện với một ai đó làm bà nghi ngờ. Để kiểm tra điện thoại của con, thì người ở đầu xe bên kia là Bích Liên, một người bạn cùng sàn tập với con gái bà. Khi được hỏi và nghe Bích Liên trả lời, thì bà biết có kẻ ghen ghét muốn dặn mặt con gái bà. Sáng nay được nghỉ, nên bà quyết định tìm xem ai mà dám thuê sang hồ bám theo con gái bà. Đúng như dự đoán, hai tên sang hồ đang ngồi sẵn ở quán cà phê đối diện cổng công ty Vũ Hoàng. Thật chớ trêu, bà lại ngồi ngay bàn kế phía sau mà chúng không biết khi thanh lan vừa đến thì hình như con cũng đã phát hiện ra hai tên đang theo dõi mình bà thấy thanh lan dừng lại một lúc rồi mới vào bên trong sau khi con gái đã vào công ty an toàn rồi thì việc khống chế hai tên giang hồ không có gì là khó bọn chúng không hề biết võ mà chỉ biết làm càn kiếm tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện hút trích mà thôi qua lời khai của hai tên thì bà biết kẻ đứng sau chính là trần lập trợ lý của ông vũ hoàng chồng bà để có bằng chứng khiến tên lập không chối cãi được bà yêu cầu một trong hai tên gọi điện cho tên lập và ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho bà làm bằng chứng sau khi chúng làm theo yêu cầu của bà và thì bà giữ lời hứa và tha cho chúng chính vì vậy mà khi rời công ty ra về thì thanh lan không thấy hai tên ấy đâu nữa nhưng vì sức khỏe của ông hoàng không tốt nên bà không nói gì để ông thêm lo lắng trượt ông hoàng lên tiếng um em thấy cậu trung này như thế nào cũng đẹp trai hiền lành nhưng mà có hơi vụng về ý anh muốn hỏi ạ cậu ta với con gái mình ấy vấn đề đó thì phải do hai đứa em với anh chỉ ở vòng ngoài quan sát thôi ông hoàng im lặng thở dài con gái mình cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà cũng chưa từng có người yêu anh chỉ muốn được nhìn thấy con chúng ta yên bề ra thất thôi. Anh nói gì vậy hả? Thời bây giờ kết hôn trễ không như ngày xưa. Chuyện con gái 30 tuổi kết hôn cũng là bình thường. Huống gì con mình mới có 24 tuổi. Ông Hoàng không nói gì. Không hiểu sao dạo này ông bỗng thấy tâm trạng bất an. Việc con gái ông tiếp nhận công ty chuyên về xây dựng, san lấp mặt bằng, hoàn toàn không phù hợp với phái nữ, nếu như ông có một người con rể để có thể quán xuyến công việc hoặc chỉ ít hỗ trợ cho vợ trong việc quản lý công trình thi công thì tốt quá. Và không hiểu tại sao ông lại nghĩ đến Thành Trung. Chàng trai này hiền lành lại thông minh, ham học, sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo với một thanh lan mạnh mẽ quyết đoán. Nếu chẳng may một ngày nào đó mà ông không còn quản lý được nữa thì ông cũng yên tâm rồi. Thấy chồng im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo lắng, Bà chỉ hiểu rằng ông đang có linh cảm không lành. Thật tình hai ngày nay, bà đang không yên khi bác sĩ cảnh báo qua kết quả chụp cắt lớp thì phát hiện trong não ông Hoàng có một khối u. Tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật cắt bò thì khả năng tử vong rất cao. Còn phẫu thuật thì thành công là 50-50. Việc này chỉ mình bà biết, ngay cả Thanh Lan bà cũng chưa nói. Bởi bà biết từ khi ba bệnh đến nay con gái bà đã vất vả trong việc quản lý công ty. Vậy tại sao ông Hoàng lại lo lắng như vậy? Lại gần chồng, bà tâm sự. Mình này, hay là mình tìm người chuyển nhượng công ty đi? Làm vậy đủ rồi. Tiền nhiều để làm gì chứ? Vừa nghe vợ nói chuyển nhượng công ty, ông Hoàng phản đối ngay. Không được. Nếu em muốn điều đó, thì chờ anh đi rồi muốn làm gì thì làm. Bà Hà Chi nức nở khi nghe chồng nói điểm gở anh cứ nói linh tinh gì thế thì em cũng buộc miệng nói vậy thôi bởi em lo cho sức khỏe của anh mà ông hoàng lại im lặng và thấy mình cũng có lỗi khi nặng lời với vợ mặc dù sức khỏe không tốt nhưng chưa bao giờ ông có ý định đến một ngày sẽ phải bỏ công việc này bởi đó không chỉ là niềm đam mê mà là tất cả đối với ông anh xin lỗi đã nặng lời nhưng mà đừng có bắt anh phải rời bỏ cái công ty này Trừ phi Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện Bà Hà Chi đánh chống là Sao Thanh Lan giờ vẫn chưa về nhỉ Không biết tình hình thế nào Thôi để em gọi cho nó Nhưng lúc này Thanh Lan không thể nghe điện thoại Lúc hai người đến nơi Thì xà lan chở cát đang bơm cát xuống công trình gần xong Sau khi ký biên bản nghiệm thu xong Thì cô thấy anh Thành Phụ trách công trình của công ty Nhận từ tay chủ xà lan một vật gì đó Sau đó xà lan rời đi nếu mà không giám sát thật chặt ạ thì công trình bị rút ruột cũng không biết ví dụ anh thành thông đồng với chủ xà lan khai khống số lượng cát để rút tiền ra chẳng hạn câu nói của thành trung làm cô giật mình bởi chính cô cũng đang nghi ngờ chuyện này thái độ lén lút khi thấy cô đến và cái gói giấy mà anh thành nhận của chủ xà lan là gì vẫn biết là như thế nhưng phải giám sát thế nào đây bởi còn nhiều việc cô phải giải quyết Trần thành trung nói nhỏ anh có cách rồi là cách gì mình không thể đến đây túc trực hàng ngày để kiểm tra từng xà lan được đúng không anh nghĩ là gắn camera các góc sẽ phát hiện được ngay hay quá nhưng mà phải hết sức bí mật bởi mà nếu bọn chúng phát hiện ra việc chúng ta nghi ngờ và gắn camera á thì sẽ tìm cách đối phó thôi ừ phải bí mật chứ để chúng nó biết thì nói làm gì em hiểu rồi nhưng việc này Em nhờ anh giúp cô được không? Không cần suy nghĩ, Thành Trung nhận lời. "Ok, cứ sao cho anh." Thành làn nhìn anh ngạc nhiên, cô cứ tưởng anh chỉ là một chàng trai hiền lành, đẹp trai và có phần nhút nhát, nhưng bây giờ trước mắt cô thì anh không chỉ rất thông minh mà còn vui tính nữa. Vậy là từ nay cô có anh hỗ trợ trong công việc rồi. Hai người về đến bệnh viện thì Thành Trung kéo tay cô nói nhỏ: "Nếu mà giám đốc hỏi tình hình thế nào ạ?" thì đừng nói gì hết nha. cho dù thành trung không sẵn thì nếu ba hỏi cô cũng trả lời như thế kẻo ông lại lo lắng cô chỉ lẳng lặng gật đầu và bước đi khi vừa vào đến phòng thì câu đầu tiên mà ba nói với cô là hỏi xem tình hình thế nào nhưng cô chưa kịp trả lời thì thành trung đã lên tiếng dạ tiến độ vẫn rất tốt ạ mọi người hỏi thăm sức khỏe của giám đốc đấy ạ thế con trả lời thế nào dạ con cảm ơn họ. Ông Hoàng lại im lặng, nhưng sắc mặt và ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Ông muốn hỏi thêm thật nhiều, nhưng hoàn toàn về vấn đề chuyên môn, trong khi con gái ông chuyên ngành về thiết kế, còn Thanh Trung lại là kế toán. Vậy thì có hỏi chúng nó cũng không biết gì. Bỗng Thanh Lan nói với bà. Còn thấy công trình thi công như thế này á, thì thất thoát nhiều lắm đấy bà. Con có thể nói cụ thể hơn không? thì lúc chúng con đến nơi á, xà lan đang bơm cát vào mặt bằng. Nhưng con thấy chất lượng cát tạp chất quá nhiều, chắc chắn không thể làm 15% như trong hợp đồng đã ký được. Và như vậy á, thì sẽ thiệt cho công trình, bởi tạp chất sẽ nổi lên và tràn ra ngoài. Còn mà lượng cát thực tế nằm lại á, có đáng là bao đâu. Nghe Thành Lan nói vậy, ngay cả Thành Trung cũng giật mình, hèn gì anh thấy cô lội xuống dưới. Làm anh còn sợ cô té nên ngăn lại. Hóa ra cô ấy xuống để đánh giá chất lượng cát mà anh không biết. Cả hai người mà nói chuyện mà không để ý nét mặt của ông Hoàng. Rõ ràng ông đang khóc. Cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể ngờ được con gái ông lại thuộc bài như thế. Tất cả đều do con tự học, chứ ông chủ quan nên chưa một lần nói cho con biết hoặc không hiểu thì con lên mạng để tìm chứ tuyệt nhiên không làm phiền đến ba. Vậy mà nó biết thế nào là cát đạt chất lượng và tạp chất là bao nhiêu ư? chợt cả hai hốt hoảng khi thấy mặt ba tái dần hai mắt từ từ khép lại thì vội la hét gọi bác sĩ ông hoàng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu thanh lan ân hận và tự trách mình cô đã hứa với lòng rằng không được để ba xúc động bác sĩ đã cảnh báo với gia đình rồi vậy mà mày nói chuyện làm cô quên mất chương 4 ông hoàng nhanh chóng được chuyển lên phòng phẫu thuật thanh lan vô cùng ân hận và tự trách mình đã không cẩn thận với sức khỏe của ba cô cũng thắc mắc không hiểu tại sao mà ba lại phải phẫu thuật mà nghe bác sĩ nói việc phẫu thuật não đã thông báo cho gia đình rồi tại sao mà cô lại không biết chứ đúng lúc đó thì mẹ cô cũng vừa về tới nghe con gái cứ tự trách mình bởi vì cô mà ba mới bị như thế lúc này bà hà chi mới nói với con bệnh của ba trước sau cũng phải có ngày này bởi trong não của ba có một khối u tuy kích thước không lớn nhưng mà nó nằm ở vị trí nguy hiểm con ạ à. sao mẹ không nói với con mẹ thấy con đã quá áp lực khi tiếp nhận quản lý công ty nên không có nói giờ chỉ biết cầu mong ba con vượt qua kiếp nạn này thôi thế ba có biết không mẹ mẹ cũng chưa kịp nói sợ ba con lo lắng nhưng mà theo lời bác sĩ nói á thì phẫu thuật ba con vẫn còn năm mươi phần trăm hy vọng mà Hai mẹ con im lặng, tuy không nói xa, nhưng họ cùng một suy nghĩ, một niềm tin hướng về một người đàn ông yêu quý nhất. Họ cùng nhau vượt qua gian khổ, với một niềm tin và khẳng định sẽ vượt qua. Người nhà bệnh nhân Vũ Hoàng Hai mẹ con đều giật mình rồi cùng đồng thanh trả lời. Có! Bệnh nhân đang tiếp máu trực tiếp, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Thành Lan lên tiếng. Tôi... tôi trùng nhóm máu AB với ba thôi nhưng sao ba lại phải tiếp máu trực tiếp vậy vậy ai là người tiếp máu cho ba thôi người tình nguyện máu cho trực tiếp là chàng trai nguyễn thành trung đấy cô nhanh lên theo tôi bước chân đi theo bác sĩ mà thanh lan và mẹ không khỏi bất ngờ hai mẹ con mài nói chuyện mà thành trung đã đi tiếp máu cho ba từ hồi nào mà tại sao ảnh lại có cùng nhóm máu với ba chứ bà hà chi cũng cùng tâm trạng với con gái việc làm của chàng trai khiến bà vô cùng xúc động nghĩ lại ước nguyện của chồng trước khi phẫu thuật, bà nguyện rằng nếu ông vượt qua được kiếp nạn này thì bà sẽ nói với Thanh Lan về chàng trai Thành Trung xem ý của con như thế nào. Ngồi một mình ngoài cửa phòng phẫu thuật mà lòng bà nóng như lửa đốt, nhìn lên thì bà thấy đèn vẫn còn sáng, điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Nhưng không hiểu sao Thành Trung và Thanh Lan cũng không thấy ra chứ. Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng vừa mở, bà vội chạy lại thì người được đẩy ra chính là Thành Trung. Với khuôn mặt tái xanh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, bà vội hỏi thăm: "Con mệt lắm phải không? Bác cảm ơn con nhé." "Dạ không sao ạ. Tình hình ca mổ của bác trai sao rồi, con có biết không?" "Con không biết ạ. Phương Phương Lan đâu ạ? À? Nó vào cùng với con để tiếp máu mà." "Trời ơi bác lo quá. Bác cứ bình tĩnh." Chắc bác trai sẽ ổn thôi mà. Thấy bà Hà Chi cứ chạy theo mình rồi ngoái lại nhìn về hướng phòng mổ thì Thành Trung động viên. Cháu không sao. Bác cứ lo cho bác trai và Thanh Lan đi ạ. Cháu nghỉ một lúc là ổn thôi. Bà Chi chỉ biết gật đầu rồi lại đi về trước cửa phòng phẫu thuật ngồi chờ hai mắt chăm chú nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên cửa phòng mổ. Thấy vẫn còn sáng thì bà hiểu rằng ca mổ vẫn chưa xong ngồi chờ mà nóng ruột như lửa đốt. Bà thầm cầu khấn cho ca mổ thành công. Chỉ cần ông còn sống bên bà, cho dù vất vả như thế nào thì bà cũng chấp nhận. Chợt đèn tắt, bà vội đứng dậy đi về phía cửa, thì cũng là lúc bác sĩ trong phòng đi xa. Bà vội chạy theo hỏi dồn. Bác bác sĩ ơi, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi? Bác sĩ vừa đi vừa trả lời. Ờm, um, ca mổ đã xong nhưng mà chưa thể nói được điều gì bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực rồi bác nhé. Phòng hồi sức tích cực ở đâu? Con gái tôi sao giờ con chưa thấy ra? Bà Hà Chi cứ chạy tới chạy lui mà không biết đi đâu, nửa muốn đi tìm phòng hồi sức, nửa lại muốn ở lại chờ con gái. Bà lo khi con được đẩy ra mà không nhìn thấy mẹ thì lại lo lắng. Đúng lúc đó thì băng ca cũng được đẩy ra, vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan òa khóc. Mẹ ơi, ba sao rồi? Sao con không nhìn thấy ba? Bà Hà Chi choàng tay ôm con gái, bà an ủi con nhưng cũng chính là động viên mình. Bà con chắc không có sao, đừng có lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bỗng Thanh Lan hỏi mẹ. Thế anh Trung ra chưa mẹ? Thành Trung ra rồi con ạ. Con nghe bác sĩ nói, anh tiếp cho ba nhiều máu lắm, con, con chỉ phụ thêm thôi. Bà Hà Chi ngậm ngủi, Chàng trai tốt quá con ạ. À. Nó còn biết ba thuộc nhóm máu nào để chuẩn bị cơ đấy. Chắc anh hỏi ba nên biết ấy mà. Vừa lúc đó thì Thành Trung đi tới. Bà Hà Chi la lên. Sao con không nằm nghỉ mà ra đây? Dạ, con không sao ạ. À. Đấy có chút máu thì nhầm nhò gì. Con nói với bác sĩ cứ lấy tiếp máu của con truyền cho bác trai nhưng mà lúc đó bác sĩ không có chịu. Không được chủ quan coi thường sức khỏe nha con. Bà Hà Chi không nghe thấy tiếng trả lời, bèn quay lại nhìn thì thấy Thành Trung đang lại gần băng ca đỡ Thanh Lan xuống. Muốn dành khoảng trời riêng cho hai đứa, bà lặng lặng đi vào cầu thang máy xuống tầng 2, nơi đó là phòng hậu phẫu. Nhưng bà cũng chỉ biết ngồi ngoài cửa chờ mà không được vào. Qua hỏi thăm bác sĩ thì bà biết ông Hoàng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Giờ đây bà cũng chỉ biết cầu mong có phép màu để ông tỉnh lại. Ngồi chờ cũng hơn một tiếng mà không thấy Thành Trung và con gái đi xuống, làm bà đâm lo lắng. Có bao giờ sức khỏe của Thanh Lan bị gì không? Bà liền gọi cho con thì từ đầu xây bên kia âm thanh rất ồn. Chẳng nhẽ hai đứa đang đi đâu đó? Tiếng Thanh Lan trả lời. Alo, con nghe này mẹ ơi. Con đang ở đâu sao ồn thế? Dạ, anh Trung chở con đến công ty, rồi anh chạy đến công trình rồi. Trời, Hai đứa vừa tiếp máu cho ba xong rồi lại đi là sao? Cẩn thận nhắc con. Nhắc cả thằng Trung nữa đấy. Thành Lan cười. Bình thường mà mẹ, tụi con còn thanh niên mà. Đừng có chủ quan nghe không? Dạ. Thành Lan cúp máy. Mà bà Chi vẫn còn ngẩn ngơ bởi mọi chuyện ập đến gia đình bà xoay trở không kịp. Cùng lúc phát hiện trợ lý kết hợp cùng thư ký làm phản thì ông Hoàng đổ bệnh lúc này con gái phải đứng ra gánh vác mọi việc mặc dù đã có băng ghi âm lời khai của tên lập nhưng bà nghĩ việc cho anh ta thôi việc thì quá nhẹ bà muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng rồi lại xảy ra chuyện ông hoàng chồng bà phải phẫu thuật không biết sống chết thế nào nên bà phải tạm dừng lại bà thắc mắc nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì nên thành trung và con gái mới vội đi ngay như vậy chợt bà nhìn thấy một nhân viên y tế từ trong phòng hậu phẫu đi ra với dáng rất quen. Bà chưa kịp nhận ra người đó là ai, thì lạ thay khi hắn phát hiện ra bà đang nhìn mình thì liền bỏ chạy. Nhanh như một con sóc, bà Hà Chi không khó để túm được và quật ngã hắn. Lúc đó, bà giật mình khi nhận ra hắn không phải ai khác, mà chính là một trong hai tên sang hồ do tên lập thuê để theo dõi con bà. Chợt hắn vừa từ trong phòng hậu phẫu đi ra, bà hốt hoảng khi nghĩ ông Hoàng đang hôn mê nằm trong đó bàn tay như gọng kim bóp chặt cổ hắn đến ngạt thở bà rít lên mày mày vừa làm gì chồng tao nói rút 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 vì quá tức giận nên bàn tay bà bóp cổ hắn quá mạnh khiến hắn không thở được đúng lúc đó bảo vệ bệnh viện cũng vừa đến trước khi ban giao cho công an bà nghiến sang lên rít từng chữ nếu chồng tao có làm sao thì tao giết mày